rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi nửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường đang đổ trang trang, gió biên man theo từng bước chân. Chào bông tai nhân cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ trong nào. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi nửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ trang trang, gió biên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, chào bông tai nhân cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Rể mới tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao, cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng nữa lại vừa đôi. Hoan viên nay họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bạc con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền đâu, ta hát cũng xùm vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tám, tôi tân năm mà này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Thằng đã tân cho rồi tôi với anh này mần xuôi. Ông xuôi đang nói với bà xuôi.
xuôi. Dù mới sẽ hiền xứng quá chị tôi ơi. Ngày hôm nay chuyện năm nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái chuyện tôi mình tấn luôn chuyện chị với tôi. Chàng nam duy tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung mộng hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng người. Cho nhau môi mặt hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên với phơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu nòng là một bé trai thật là ngoan. Trời ơi, hôm nay vẻ đám cưới vui quá bà con ơi. Con râu xinh gái chú rể đẹp trai mừng quá trời à. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng ngỡ lại vừa đôi. Quan viên nay họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xá bà con ơi, nhà trai là hăng hái xinh gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền đâu, ta hát khúc sùm vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy tám, tôi tân là năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu. Anh là tân là cho rồi tôi với anh này mặn xuôi. Ông xuôi đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xứng quá chị tôi ơi. Ngày hôm nay chuyện năm nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái chuyện tôi mừng tân luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng người. Cho nhau môi mặt hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên ơi phơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Này khăn nông đôi tóc, này đôi guốc bốc mới chiếc ngao dài, cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc đám cưới mình thật đẹp như mơ. Kính thưa quý vị và các bạn trẻ trân trọng và mến mến, các bạn quý vị đang được trở về với giọng hát của nam sĩ Thái Tuấn cùng nhạc công học can tài tử Xuân Khỏe trở về từ thành phố Yên, đã mang niềm vui hạnh phúc đến mọi người ngày hôm nay với những bản remix mới nhất mang tên Đám Cưới Như Mơ. Chúc phúc cho cô dâu và chú rể kết tình trăm năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng ăn trầu rơi nuốt thuốc và cùng trở lại với những tình khúc này. Xin cảm ơn. Nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng nguyên hương xanh đôi, để xa mắt tay trong.
vị và đúng là hôm nay sum họp chúc may, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Vạn lai tứ hải đã cho tình, tuy rằng bốn biển nhưng sinh một nhà. Vạn lai rượu là sánh cùng hoa, đứa bạn trẻ nay lại một nhà từ đây. Quý vị đã có mặt tại buổi lễ phục quỳ để chúc cho đôi bạn nay cùng cha cùng mẹ rồi lại chung ông bà và từ nay chung sống đến già, trăm năm hạnh phúc thật thà thủy chung. Vâng, kính thưa quý vị, yêu và được yêu là giá trị cuộc sống ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Đứa bạn trẻ Việt Trinh Ngô Thường của chúng ta đi khắp nằm trong bốn biển để tìm cho mình một người tận tâm đầu ý hợp. Đi rồi cứ đi mãi, cho rồi chú rể và cô dâu gặp nhau và đem lòng yêu thương. Tình yêu đó càng sinh sôi nảy nở và đơm hoa kết trái. Vâng, kính thưa quý vị, sau khi được sự nhất trí của chính quyền địa phương hai nơi, được sự nhất trí của gia đình nhà trai cũng như nhà gái, và đặc biệt được sự nhất trí rung động hai trái tim hòa chung một nhịp đập, và cho đến ngày hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2019, tức ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Hợi, gia đình nhà trai cũng như nhà gái long trọng tổ chức lễ vu quy mừng hạnh phúc cô dâu Việt Trinh và chú rể Ngô Thường. Vâng, xin thông báo cho toàn thể quý vị, trong năm chỉ có một ngày chỉ có một giờ khác đẹp nhất đã đến. Thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố lễ vu quy mừng hạnh phúc cô dâu và chú rể xin phép được bắt đầu. Vâng, xin mời quý vị cho một tràng tay lớn ạ. Sự buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc chú rể cô dâu trong ngày cưới này, thay mặt ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự diện của các cụ cao bà quan viên hay họ nhà trai cũng như nhà gái, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, để chú rể vào phòng riêng của cô dâu đón cô dâu làm lễ ra tiền đồng thời trao hoa, thì ngay sau đây thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn đại biểu đại diện của gia đình nhà trai sẽ có lời phát biểu cảm ơn và xin phép được đón dâu. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Xin kính thưa hai họ, tôi tên là Bình, là bác của cháu Thường. Rất hân hạnh hôm nay được dẫn đoàn của nhà trai đến họ nhà gái. Thưa hai họ, qua sự tìm hiểu của hai cháu và hai cháu đã nhất trí đi đến hôn nhân xây dựng hạnh phúc gia đình, và được sự đồng ý của hai bên gia đình và hai họ, và được sự cho phép của hai địa phương để hai cháu là làm lễ hôn nhân. Vậy hôm nay tôi xin hãnh diện được sự phân công của các cụ thay mặt họ nhà trai có cơi trầu để xin dâu. Vậy xin họ nhà gái cho phép cháu Thường đón cháu Trinh về làm vợ và là cháu Trinh về làm dâu con trong gia đình chúng tôi. Và xin mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nam nữ thanh niên, họ nhà gái bớt chút thời gian vàng ngọc đưa cháu Trinh về dưới phòng cưới tại nhà trai chúng tôi để chúng ta tổ chức hôn lễ cho hai cháu, chúc phúc cho hai cháu. Và trước khi dừng lời, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em nam nữ thanh niên, họ nhà gái có một sức khỏe dồi dào và thành đạt trong cuộc sống. Tôi xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi ông trưởng đoàn đại biểu đại diện của gia đình nhà trai đã phát biểu cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình họ nhà gái, và xin phép họ nhà gái đón cô dâu ở Việt Trinh về nhà trai để dự lễ thành hôn. Vâng, thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn rất nhiều và xin đề nghị toàn thể quý vị cho phái đoàn của gia đình nhà trai một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị chúng ta hướng về cấu và đến lời phát biểu công trưởng đoàn đại biểu đại diện của gia đình nhà gái. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà giai cũng như là gia đình ông Vũ bà Hiên đã có cái lễ lên xin
cháu Trinh về để tổ chức lễ thành hôn của hai cháu. Thế được sự ủy quyền của các cụ tôi, rồi ông bà Khánh Tuyết, tôi thay mặt gia đình xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em bạn bè của hai cháu. Thế mời các cụ, các ông, các bà uống nước rơi trầu để chung vui với lại gia đình nhà gái chúng tôi. Thay mặt gia đình tôi không biết nói gì hơn, xin được chân thành cảm ơn các cụ, các ông cùng toàn thể bạn bè của hai cháu. Xin chào. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và Thức Bị và nhà trai xin phép được đón dâu, và nhà gái đã nhất trí cho gia đình nhà trai được đón dâu. Và sau đây xin mời hai ông sẽ bắt một cái tay thân thiện nhất để kết tình thông gia và hai gia đình từ ngày hôm nay. Xin mời hai ông. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được mời chúng để vô thưởng, chúng ta sẽ vào phòng riêng của cô dâu chào hoa và đón cô dâu. Bật cái đèn lên cái. Bật đèn lên. Tối thế. Báo cáo của tôi sẽ tặng cho cháu. Và chơi. Và nội dung đề tài của tôi là cho các cháu cảm mùa xuân. Xin báo cáo các cháu. Mừng hai cháu. Xuân trở về cho vườn cây xanh lá, cho vườn xuân nở rộ nở hoa. Xuân trở về khi vui tháng đậm đà, để tình yêu thương mặn mà khăng khít. Xuân trở về cho đàn chim díu rít xỉa lên vàng ý nằm trên cành thơ. Xuân trở về đây như ngàn vạn lời thơ mừng hạnh phúc của đôi tuổi trẻ. Khi tôi nhìn đây khi tin đẹp đẽ, hai cháu cùng chung nhịp đập của trái tim. Khi chúc gì đây khi hai cháu thành đôi chim. Khi chúc gì đây khi hai cháu xây lên tổ hồn. Lần đầu tiên chúng ta cháu đàn lắm sống bên nhau có mang đủ chế tình yêu đẹp nhưng mà cái cánh hoa sắc đàn thắm xuyên đậm đà thơ mà dù khó khăn vẫn luôn đậm đà. Hai cháu ơi cố gắng vươn lên, vui gia đình hôm nay cháu cùng quên cùng trên mới dặn cháu, và đặc biệt là có một phần quà để trao tặng hai cháu mình. Thoải mái rồi.
kính cho ngài họ không có một con bà nhỏ có các cháu. Chúc mừng hạnh phúc trình hoàng trai an lạc gái đi thai công lan trở cảnh công lai công ngại công nhài ngát ngừng mừng vui chim hót yến oanh bình khai an lạc ấm lành hồn quê chưa chắc đã được mạnh mẽ gọi là có chút bà nhỏ mời hai vợ chồng đến đây thì bà có để cho Trinh cô đấy thường không, thường còn son và Trinh cũng còn son. Ước gì đôi bạn cùng được làm con một nhà. Trinh với Thường đã về thưa với mẹ cha. Mời quý vị và ngay sau đây để cảm ơn tri ân hạnh sớm các cụ, các vị còn khách đã có mặt tại buổi lễ vui quy ngày nay. Xin mời chú rể cô dâu chúng ta tiến một bước và cúi chào toàn thể quý vị, xin mời. Chúng ta đồ một tràng, chúc mừng chú rể chúng ta. Mời thưa quý vị toàn thể.
và chương trình tổ chức lễ Mộc Thùy còn phát biểu xin phép đón dâu và phần đồng ý của gia đình nhà trai đón cô dâu chú rể đã vào phòng riêng cô dâu trao hoa và làm lễ tiên ra đây trở lại hôn trường. Và tiếp theo chương trình đến phần hiện diện của bố mẹ của chú rể cô dâu hiện diện tại sân khấu ngày hôm nay để chụp lại những bức ảnh lưu niệm của chú rể cô dâu. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà Khánh Tuyết sẽ lên sân khấu để chụp lại bức ảnh lưu niệm của chú rể cô dâu. Xin trân trọng giới thiệu, kính mời ông bà. Yeah.
người đưa cái duyên đi sớm về chưa mặc lòng. Còn duyên ngồi gốc cây thông, cái duyên ngồi gốc cây hồng hái hoa. Yêu em trên cửa chơi nhà, cho thầy mẹ tiếp ruốc hoa định ngày, ruốc hoa định ngày, ruốc hoa định ngày. Ừ, xin đi cả thể đi cho thầy lứa xin cầu chim một tràng ở đây ra lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn. Xin chân trọng cảm ơn.
hát câu hát lý thương nhau mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau. Trai có lễ sầu cau, xin được phép đón dâu về nhà thì có các ông các bà, có cô dì chú thím ở xa cũng về. Đám cưới thì có rượu, có chè, có trà, có nước làm say mê lòng người, có cả những đóa hoa tươi mừng cho dâu rể chọn đời bên nhau. Một lần nữa thì quê ta lại có đám cưới rồi, nụ cười nồng thắm nở trên môi, chén trà chén nước thay lời nói chúc mừng hạnh phúc của lứa đôi. Xin vậy một nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng xây trà xây nước để cùng mừng hạnh phúc cho bạn trẻ, có một buổi lễ thành hôn thật là thành công và những giây phút ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, cũng như biết bao nhiêu câu chào cầu chúc để dành tặng cho quý vị, chỉ biết rằng là chúc quý vị một cái xã hội, một thời buổi cùng kinh tế phát triển, chúc quý vị có một cuộc sống tiền nhiều bát ngát, ra đường ai cũng đi xe SH, phụ nữ thì luôn có làn da trắng toát, dáng người lúc nào cũng thơm ngát, đàn ông thì nói năng lưu loát, làm việc thì hoạt bát. Còn hôm nay riêng chú rể Văn Thường có đeo calavat trông rất là chất chát. Do anh có yêu vợ khao khát thì tối nay khuyên anh chỉ nên làm khoảng 2 phát chứ nhiều quá mà xã lại quan ạ. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cùng quý vị cho hạnh phúc của bạn trẻ ạ. Xin một tràng pháo tay của quý vị ạ. Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, tình yêu của hai bạn tính đến ngày từ giờ này không thể tính được bằng ngày bằng giờ, mà phải tính bằng năm bằng tháng, để rồi tình yêu của hai bạn được ví như trăm ngàn loài hoa trong mùa xuân, những tia nắng chói chang trong mùa hè, thơm ngào ngạt những mùa hoa sữa ở mùa thu, và đặc biệt để ấm nồng những ngọn lửa hồng sưởi ấm mùa đông. Để rồi giờ đây họ đã nguyện chung sức chung lòng, chung chăn chung chiếu, chung phong chung màn, chung nguyên lời thở tiếng than và chung niềm hạnh phúc với một đàn con sinh. Và để thủ tục hôn lễ ngày hôm nay của hai bên gia đình cũng như của đôi bạn trẻ sẽ đi vào những phần nghi thức chính, cũng như là không thiếu được phần trao dâu nhận rể của hai họ ngay bây giờ, cho phép những người làm chị xin kính chuyển lời mời tới cả hai vị đại diện họ nhà gái và họ nhà trai. Xin mời cả hai vị đại diện cùng bước ra ngoài sân khấu này để có được lời phát biểu giao dâu và nhận rể ạ. Xin mời cả hai vị đại diện họ nhà gái họ nhà trai ạ. Xin mời hai bạn lên sân khấu. Và sau sự khẩn trương mời cả hai vị đại diện ạ. Bác nhà trai và bác nhà gái xin mời cả hai vị đi sân khấu ạ. Bác nhà trai đứng bên chú rể. Bác nhà trai đứng bên chú rể ạ. Bác nhà gái sẽ đứng bên cô dâu ạ.
Vâng, thưa quý vị, trước mắt quý vị là một sân khấu hòa nhạc trai chúng tôi rất là hoành tráng, một dàn âm thanh chất lượng cao, cũng như một dàn âm thanh ánh sáng đang chiếu rọi thẳng vào trung tâm trên sân khấu này. Trước khi cả hai vị đại diện dành cho nhau những lời vàng ngọc giao dâu và nhận rể, một tràng pháo tay thật lớn của quý vị dành cho cả hai vị có thể bắt tay nhau ạ. Xin mời ạ. Và đầu tiên chúng ta cùng đón nghe ý kiến của vị đại diện hòa nhạc gái. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà của hai họ nhà trai và nhà gái. Vâng, tôi được sự ủy quyền của các cụ tôi, ông bà Khánh Tuyết. Tôi là bác của cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn của hai cháu. Tôi đại diện cho các cụ tôi cũng như ông bà Khánh Tuyết chào cháu Trinh về làm dâu con của các cụ nhà giai và nhận cháu Thường về làm rể thảo của các cụ họ nhà tôi. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin một tràng pháo tay thật lớn của quý vị dành cho vị đại diện của nhà gái ạ. Và để đáp lại tấm tình của bác, xin chỉ cho kính mời vị đại diện của nhà trai xin có lời nhận dâu. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị dành cho vị đại diện của nhà trai ạ. Vâng, xin kính chào toàn thể hội hôn. Xin kính chào tất cả các cụ, các ông, các bà trong nhà và đối bên hai họ. Tôi tên là Bình. Tôi là bác cháu Thường. Tôi rất hân hạnh được các cụ cho phép và được sự ủy quyền của vợ chồng nhà ông Ngụ và Hiền dẫn đoàn lên xin dâu và rất hân hạnh được các cụ, các ông, các bà họ nhà gái bớt chút thời gian vàng ngọc xuống tại họ nhà cha chúng tôi ăn trầu uống nước và chúc phúc cho cháu. Qua lời phát biểu của đại diện của họ nhà gái, chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được nhận cháu Trinh về làm dâu của nhà ông Vũ và Hiền và làm cháu, con cháu trong gia đình nhà chúng tôi. Tôi xin không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác, bạn bè năm thanh niên bớt chút thời gian để giữ buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin được một tràng pháo tay thật lớn của quý vị dành cho cả hai vị đại diện ạ. Và đến giờ phút này, xin mời cả hai vị đại diện có thể bắt tay nhau và về vị trí của mình ạ. Xin cảm ơn hai vị ạ. Và đến giờ phút này, những người làm chương trình xin được trịnh trọng tuyên bố cho cả thế giới biết rằng cặp vợ chồng Văn Thường và Việt Trinh chính thức thành vợ chồng. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị dành cho hạnh phúc của đoàn trẻ ạ. Và đến quý vị, trên sân khấu giờ này chỉ còn cầm cặp nhân vật chính trong ngày hôm nay, đó là chú rể Văn Thường và cô dâu Việt Trinh. Xin mời hai bạn tiến lên phía trên một chút ạ. Cũng như biết bao nhiêu đám cưới và quý vị dự thời này rất là nhiều rồi, đây là giờ phút khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn trẻ, đó là giờ phút chú rể và cô dâu cùng trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của toàn thể hôn. Và xin mời tất cả những nhà nhiếp ảnh đoàn quay phim cũng như mọi đôi mắt của quý vị hướng lên sân khấu này. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ hướng quay hướng vào nhau đi, cùng lồng tay để cùng trao nhẫn cho nhau nào. Xin kính chào tay của quý vị đi ạ. Kính thưa quý vị, ngày xưa thì các cô yêu nhau không có điều kiện như các bạn trẻ bây giờ, chỉ có điều kiện trao nhẫn rơm nhẫn cỏ. Nhưng mà tình yêu của các bạn trẻ thế hệ mới bây giờ hoàn toàn khác. Họ sẽ trao nhau những chiếc nhẫn và cũng là một củ hồi môn nho nhỏ nhưng sẽ gắn bó với nhau hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Và đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày cưới. Xin được chào bó tay rào rào của quý vị cho khoảnh khắc của chú rể và cô dâu ạ. Và quý vị cũng đồng ý rằng là cũng như biết bao nhiêu cặp vợ chồng là trong phim ảnh cũng như ngoài đời quý vị biết rồi, sau khi đôi bạn trẻ nào trao nhẫn cho nhau xong thì chú rể và cô dâu đều dành cho nhau một nụ hôn. Tất cả có đồng ý không ạ? Các bạn xin mời nhạc công cho nhỏ nhạc một chút nào, cho nhỏ nhạc một chút nào. Đây là giờ phút hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ, đó là giờ phút chú rể và cô dâu trao nhẫn xong rồi thì bây giờ là dành cho nhau một nụ hôn trước khi vào trong nhà lễ gia tiên. Xin mời hai vợ chồng lên tư thế nào, tay trái không lên vai vợ mình đi đúng gọn gàng vào nào. Không có gì, cứ từ nhau thì không có gì phải ngại.
Tôi biết rằng chú rể nhà tôi nhanh nhẹn là 1, không dại dột là 2, đẹp trai là 3, ga lăng là 4, tốt bụng là 5, chăm làm là 6, lại được cái máu hôn gái là 7. Nhưng chúng ta phải đến thật lớn. 1, 2, 3 thật lớn này, chú rể và cô dâu sẽ cùng hôn nhau, hôn rất là kéo dài khoảng tầm 30 phút ạ. Từ từ là rồi là chúng ta đến nào. 30 phút hạnh phúc của chú rể chúng ta bắt đầu. 3, 2, 1, xin mời ạ. Vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Vâng ạ, xin được cảm ơn khoảnh khắc của hai vợ chồng và xin mời hai bạn có thể dắt nhau vào trong nhà lễ gia tiên này. Xin cảm ơn hạnh phúc của hai vợ chồng và xin mời những chàng cảm ơn những chàng pháo tay của quý vị. Và để tiếp theo, đây là những thủ tục không thể thiếu của đôi bạn trẻ. Xin mời bố mẹ thân sinh ra chú rể và cô dâu để ra ngoài sân khấu này để làm những thủ tục cắt bánh và rót rượu cùng với hai con. Xin mời chú rể và cô dâu đứng lên nào. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ làm thủ tục đầu tiên, đó là hai vợ chồng sẽ cùng cắt chiếc bánh gato. Xin mời hai vợ chồng cùng đồng tay này, cùng lồng tay nhau nhé, sẽ cầm chiếc dao và cắt từ trên xuống. Quý vị biết rằng là một chiếc bánh nào luôn có vị ngọt, vị nồng, vị sữa, vị bơ cũng tựa trưng cho một tình yêu ngọt ngào của bạn trẻ. Đây là những khoảnh khắc tượng trưng trong ngày cưới. Xin đến chào ngón tay của quý vị dành cho hạnh phúc của bạn trẻ ạ. Và xin chúc phúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc ngọt ngào, có sự chứng kiến của những người cha người mẹ trên đó. Và xin mời hai bạn sẽ sau khi thủ tục cắt bánh xong, hai vợ chồng sẽ tiến sang bên phía trái của bàn tiệc, đó là một bàn tháp rượu để quý vị sẽ cùng với hai bạn trẻ sẽ cùng rót những chai rượu xung quanh của mình. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng nồng tay nhau. Em bật lên bên bàn tiếp tân bánh rượu ra hướng dẫn cho chú rể nào. Rồi xin được chạm vào tay của quý vị ạ. Xin mời hai vợ chồng sẽ rót từ trên cao, hai vợ chồng cùng nồng tay nhau nào. Cùng cầm tay nhau là rót từ trên cao xuống nhá. Vâng ạ, quý vị biết một tòa thác cũng tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào. Dù núi có mòn sông có cạn thì tình yêu của hai bạn trẻ luôn luôn gặp nhau ở bến bờ hạnh phúc. Đây là một tòa thác rượu cũng tượng trưng cho một tòa thác này. Đời có biết rằng là hai bạn trẻ sẽ dù đi đến đâu họ vẫn luôn luôn gặp và ở một bến bờ hạnh phúc, và có những người cha người mẹ sẽ chứng kiến cho hai con và chúc phúc cho hai bạn trẻ, và hạnh phúc của hai bên đường nhà gái và trai sẽ mãi mãi bền vững và hạnh phúc. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. We'll be right back.
through a clear blue sky. I should go and see some friends. Và đây những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai bên mình. Quý vị biết rằng công cha thì như núi trên trời mà nghĩ nhẹ, mẹ như nước đời người biển đông. Giờ đây lên vợ lên chồng thì làm sao quên được công ơn mẹ thầy. Và đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ. Sau khi chúng ta sẽ cùng chứng kiến đôi bạn trẻ sẽ cắt những chiếc bánh và rót những ly rượu của rồi. Và xin mời hai vợ chồng sẽ cầm những ly rượu mình rót để cùng mời bố mẹ Xuân Sinh ra hai vợ chồng để cùng chúc phúc trong ngày cưới này cho cả hai bên mình. Từ nay sẽ kết mối tình thông giao, sẽ hai gia đình sẽ trở nên một và cùng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc với hai vợ chồng trong ngày hôm nay. Xin mời cả hai bạn sẽ mời bố mẹ đầy đủ và hai bạn sẽ cầm ly rượu của mình ạ. Chúng ta sẽ đứng phía dưới lồng tay vào nhau và cả gia đình nhà mình sẽ cùng ghi ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị cho khoảnh khắc của họ nhà gái và nhà trai ạ. Từ nay hai bên gia đình sẽ kết chặt mối tình thông giao và xin được chúc phúc cho hạnh phúc của hai bên gia đình, của nhà gái và trai, và hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Xin được chúc phúc cho các cô chú ạ. Và sau thủ tục này, tôi xin cảm ơn và xin mời các cô chú về vị trí của mình nhỉ. Và sau thủ tục này, xin mời hai bạn có thể đi tiếp nước và cảm ơn tất cả thành viên của hai họ nhà mình nhỉ. Xin được mời chú thể phụ dâu sẽ cùng đi tiếp nước, mời tất cả hai họ. Mừng ông được rể, mừng bà được dâu. Gửi tới chương trình trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, như vậy là lễ thành hôn của bạn trẻ Văn Thường và Tiến Trinh đã được thành công tốt đẹp từ đầu của quý vị. Và chương trình tổ chức của lễ thành hôn này chúng tôi xin khép lại với bài thơ vừa rồi và xin được cảm ơn tất cả hai họ, họ nhà gái và họ nhà trai, tất cả các cụ con cô bà, cô dì chú thím, bạn bè anh em của đôi bạn trẻ. Và thay lời họ nhà trai cảm ơn tất cả các bạn nhà gái và xin được chân thành cảm ơn. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại, xin được cảm ơn.
về.